Đâu rồi, ủa không mặc áo bà ba tím hả? Chúng ta vỗ tay cho Ngô Thanh Đơn, nhân vật trong vai Hai Phượng. Xin mời bé Mai Cách Duy, vai bé Mai. Dễ thương quá quý vị ơi, xin được phép mời lên sân khấu Phan Thanh Nhiên, vai cảnh sát luôn. Trời ơi, rất là cảnh sát luôn. Xin được phép mời lên sân khấu Phạm Anh Khoa, vai trực. Ngon quá. Xin mời Thạch Kim Long, vai Huy, anh của Hai Phượng. Tiếp theo, xin được phép mời lên sân khấu Trần Thị Thanh Hoa, vai nữ quái. Hình như không quái lắm. Chúng ta cùng đến với sự xuất hiện của Bom Batama, vai cần. Liên tục xin được phép mời Lê Trang, vai y tá. Xin được phép chào đón trên sân khấu Trần Thị Thanh Hiền, vai mẹ của Trực. Con chào cô. Xin được phép mời Gia Gia Trương Nhi, vai Hương. Bây giờ sẽ cùng gặp gỡ vai Hai Phượng lúc 16 tuổi, Khả Ngân. Chúng ta cùng đến với Tuấn Voi, vai Giang Hồ. Jack Lee, Giang Hồ. Thanh Tùng, wow, ai dùng tên, bạn trai của Hai Phượng lúc 16 tuổi. Lê Ngọc Quyên, thế vai Hai Phượng. Wow, và kính thưa quý vị, ủa, sao thế vai Hai Phượng là đàn ông mà? Thì ra Hai Phượng là đàn ông. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ông Ngô Bửu Lộc, đồng sản xuất bộ phim và đạo diễn Lê Văn Kiệt lên sân khấu để trao hoa chúc mừng cho dàn diễn viên Hai Phượng Fury. Anh Kiệt sẽ tặng tại Liên hoan phim châu Á Osaka 2019 ở hai hạng mục quan trọng là phim xuất sắc nhất và diễn viên chính xuất sắc nhất. Điều đó là nghĩa là sao ạ? Phim chưa có trình chiếu tại Việt Nam mà chúng ta đã được minh chứng là phim này xuất sắc thì mới vô được vòng đề cử của một giải quốc tế, đúng không ạ? Cho nên là những khán giả đứng xa ở Nam Sài Gòn cần nhờ một chuyện thôi, lên trên Facebook nói liền là 22 tháng 2 đi coi liền nha, tại vì mình phải coi trước rồi phim quốc tế ra mình vỗ ngực mình nói tao coi trước mày rồi. Dạ, và lúc này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật mà tất cả chúng ta đều chờ đợi là bởi vì thứ nhất, cô này bình thường cũng rất là dễ thương nhưng mà vô công việc thì độc ác dã man khủng khiếp. Thứ hai, tự nhiên tuyên bố đây là dự án đã nữ cuối cùng làm ai cũng nuối tiếc trước khi xem phim. Thứ ba, tất cả những đánh đấm trên phim phải thật đến mức chúng ta mới có được những thông tin về chấn thương, thậm chí là chấn thương về mặt tinh thần của nữ diễn viên này. Và tiếp theo đó chính là sự chờ mong của nhân vật này đến với tình yêu một cách văn minh của khán giả theo dõi các bộ phim Việt Nam. Hãy cùng đến với Ngô Thanh Vân. Lần đầu tiên thì xin chào Vân được gửi lời chào đến toàn thể quý vị quan khách đang có mặt tại đây, các anh chị em báo đài và tất cả các anh chị em bạn bè nghệ sĩ có mặt tại đây vào buổi tối ngày hôm nay, xin được gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Thưa quý vị, với Ngô Thanh Vân, với vai diễn lần này thì điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh nhất đó chính là nếu quý vị đã từng theo dõi không chỉ là những vai diễn mà là cuộc sống của Ngô Thanh Vân thì biết rằng cô ấy luôn luôn theo đuổi và giúp cho tất cả những người phụ nữ ít nhất tại Việt Nam hiểu được rằng bản lĩnh của họ chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đó chính là nguồn năng lượng truyền cảm hứng đánh thức bản lĩnh của Ngô Thanh Vân và nhân vật Hai Phượng. Và vào lúc này tôi nghĩ chắc chắn là Ngô Thanh Vân rất mong muốn được chia sẻ về điều đó với tất cả quý vị khán giả, đúng không ạ? Thực ra thì Vân đã làm nghề nghệ thuật này cũng gần 20 năm rồi. Và đến với vai trò đã nữ thì cũng phải nói là từ dòng máu anh hùng tới bây giờ là đã là vỏn vẹn 12 năm. Trong một cái hành trình dài rất là đăng đẳng, nỗ lực không ngừng, phấn đấu không ngừng và cũng không ngừng khát khao để chứng minh và để đạt được những cái giấc mơ của bản thân mình. Vân nghĩ rằng không có cái đoạn đường nào mà dễ dàng hết. Muốn thành công thì chắc chắn mình phải đi qua những thăng trầm của cuộc sống, những thăng trầm của nghề nghiệp và trên hết là rút ra những cái kinh nghiệm của những cái bài học cá nhân để lấy nó thành
đấu và làm nên những sản phẩm tốt hơn cho khán giả nữa. Đối với lại cái bộ phim lần này, phải nói là ngay giờ đây, ngay tại ngay phút này đây thì Vân cảm thấy Vân xúc động hơn bao giờ hết. Đó là nhà sản xuất hơn 5 năm qua phấn đấu không ngừng trên thị trường Việt Nam đối với là phim ảnh Việt Nam. Mỗi một cái giai đoạn mà ra mắt thì lúc nào cũng để lại cho Vân những cái ấn tượng rất là khó quên. Nhưng mà lần này thì cái cảm xúc nó thật là đầy đủ. Vân nghĩ rằng có thể là tại vì Vân đã biết mình đã cố gắng hết sức mình với sản phẩm lần này. Mình đã cố sức hết mình với lại vai trò đã nữ và mình đã chút hết tất cả những cái tàn lực cuối cùng của mình để có thể cống hiến một lần cho những fan yêu võ thuật Việt Nam, cho những người ủng hộ phim điện ảnh Việt Nam. Và mình biết rằng là dù sau ngày hôm nay nó có như thế nào đi chăng nữa thì riêng bản thân mình cũng đã đạt đến một cái cột mốc mà giống như Tùng đã nói hồi nãy, mình làm tất cả mọi thứ vì bản thân và vì gây nguồn cảm hứng cho tất cả những bạn trẻ đi sau. Mình mong rằng đây sẽ là một cái sản phẩm để các bạn nhìn nhận và thấy rằng là quê hương chúng ta, điện ảnh chúng ta, con người chúng ta còn rất là nhiều những thứ tuyệt vời và đáng tự hào. Một cái điều mà Hai Phượng đã làm được khi để ra mắt được hai thị trường quốc tế, đó là một cái mình nhìn nhận, mình thấy được là mình có thể làm được. Cho nên các bạn, nếu như mình không làm thì các bạn sẽ làm được. Cảm ơn cô Thanh Vân. Giờ anh quay phim live á, anh chiếu lại gương mặt cô Thanh Vân trên màn hình lớn giùm Tùng đi ạ. À, mặt bà Vân chứ đừng có chiếu mặt tôi. Dạ, chị Vân bỏ cái bó hoa xuống. Xin mời quý vị nhìn rõ gương mặt cô Thanh Vân trước mặt quý vị. Và phía bên trái của sân khấu đó là hình ảnh của Hai Phượng, một cái mặt te tô tơi tả bên kia ạ. À, dạ, và gương mặt của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân ở trên này. Tại sao Tùng muốn điều đó là bởi vì như quý vị cũng đã thấy là hồi nãy Tùng nói rồi, chấn thương về mặt thân xác, chấn thương về mặt tinh thần là điều ai là người thân của Ngô Thanh Vân cũng thấy xót hết. Nhưng tất cả những xót xa đó chúng tôi đổi lật ngược lại thành khát vọng. Khát vọng quý vị yêu quý Hai Phượng bắt đầu từ ngày hôm nay, được không ạ? Cái thứ hai, kịch bản không có.